Rồi, rất là tốt. Nào, bây giờ đến một quan trọng đó là phần co bắp và phần dưới của mình. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chống hai tay thẳng dưới mặt sàn, co hai đầu gối lên. Đây là phần cái bàn. Nào, bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo là phần lưng. Sẵn sàng chưa? Động tác này chúng ta sẽ phải rồi, rất tốt. Nào, đẩy sản phẩm xong.